Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn châu Âu hướng tới các đối tượng trẻ từ 18 đến 30 tuổi trên phạm vi toàn cầu, có niềm đam mê, nhiệt huyết với các lĩnh vực khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và xây dựng đô thị thông minh. Với mục tiêu khai phá tiềm lực trẻ Việt Nam, góp phần thúc đẩy khả năng tạo ra những sáng kiến mang tính chất đột phá, giúp phát triển các thành phố của Việt Nam trở thành những đô thị mới, thông minh và là nơi đáng sống, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ra nhiều tác động tiêu cực trên toàn cầu. Theo ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 25.000 euro. Ở châu Âu đang có rất là nhiều các bạn trẻ theo học và sinh sống tại đây, thì chúng tôi cũng mong muốn tạo ra được một cái sân chơi, một cái cơ hội để các bạn vừa thể hiện được tài năng cũng như là cống hiến được cho nước nhà thông qua những cái sáng kiến đổi mới và có tiềm năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tương lai. Trong những nỗ lực kiến tạo những không gian đổi mới mang lại giá trị cho cộng đồng, tạo động lực đưa các thành phố của Việt Nam trở thành đô thị sáng tạo, điểm đến thu hút tài năng, MCT đã phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Hà Nội và chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam InnoCity 2021 để tổ chức một cuộc thi thiết kế công viên sáng tạo InnoPark Design Competition, một hạng mục nằm trong chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam. Cuộc thi thiết kế công viên sáng tạo InnoPark sẽ dành cho tất cả các kiến trúc sư và nhà thiết kế trẻ người Việt Nam sinh sống trong và ngoài nước, quan tâm đến việc thiết kế một không gian sáng tạo cho giới trẻ và ứng dụng các công nghệ mới. Cuộc thi sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021. Đề bài của hạng mục InnoPark là thiết kế một tổ hợp cho giới trẻ, kết hợp vườn ươm công nghệ, không gian gặp gỡ, nghệ thuật và giải trí trên bối cảnh giống như công viên, với phần xây dựng chính, bao gồm công trình và không gian tương tác sẽ có diện tích 5.000m². Người dự thi có thể tham gia theo cá nhân hoặc theo nhóm tối đa 5 người, trong đó có tối thiểu một kiến trúc sư. Tiêu chí chấm thi sẽ dựa trên các yếu tố, ý tưởng và giải pháp độc đáo, ứng dụng công nghệ mới để phát triển tính sáng tạo, chú trọng tính khả thi trong triển khai thực tiễn, ưu tiên nếu nhóm có thể phát triển ý tưởng kinh doanh biến dự án thành một điểm đến hấp dẫn và thu hút cho giới trẻ.